Tiếp tục chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn vào cái tài sản cố định như nào. Ở đây chúng ta vào mục khai báo vào tài sản cố định. Trong phần tài sản cố định chúng ta lưu ý có hai phần. Cái thứ nhất là những cái tài sản trước khi chúng ta sử dụng phần mềm, nhập số liệu vào phần mềm, và những cái tài sản sau khi chúng ta sử dụng phần mềm và chúng ta mua về. Các bạn nhìn thấy thông tin dữ liệu ở đây là mùng 1/1/2017, có nghĩa là những cái tài sản này là những tài sản tồn đầu kỳ. Đấy. Trong quá trình làm như là các bạn lưu ý cho mình là ở đây chúng ta chọn thêm mới. Đối với một tài sản chúng ta chọn mã. Cái thứ nhất chúng ta gõ mã vào tên, chúng ta phải gõ vào đơn vị tính loại tài sản, chúng ta phải có số lượng, chúng ta phải có giá mua, chính là giá chúng ta mua tài sản. Phòng ban chúng ta phải khai báo nó dùng cho phòng ban nào. Đưa đi công trình thì khai báo là bộ phận công trình hay là bộ phận kỹ thuật, số hiệu năm sản xuất, nước sản xuất. Ở đây tất cả những cái thông tin này có một cái thông tin rất quan trọng, đấy là cái tình trạng của tài sản. Cái tài sản mà các bạn khai báo cái ngày khấu hao nó trước khi các bạn sử dụng phần mềm, tức là đưa vào thì trước cái ngày mà chúng ta nhập số dư đầu tiên ấy, thì nó là tài sản đang dùng. Thì các bạn chọn nó là đang dùng. Và đối với những cái tài sản mà chúng ta khai báo này mua sau này thì các bạn có chọn đang dùng nó cũng chuyển sang mua chưa dùng. Tức là sau này các bạn khi khai báo phát sinh mới trong năm các bạn phải lập chứng từ cho nó thì nó mới chuyển sang cái trạng thái đang dùng. Thế thì chỗ này là chỗ rất quan trọng mà nhiều kế toán sẽ dễ bị nhầm ở cái trạng trường hợp này. Tức là các bạn khai báo vào đây rồi mà tính khấu hao chưa có. Đơn giản các bạn chưa lập chứng từ cho nó và nó chưa được chuyển sang trạng thái đang dùng. Trong khi các bạn cố gắng vào đây để khai báo nó chuyển sang trạng thái đang dùng, nó cũng không được do các bạn chưa lập số liệu, chưa lập chứng từ cho nó. Phần tiếp theo chúng ta lưu ý phần tính khấu hao ngày mua này quyết định cái ngày, nếu các bạn khai báo cái ngày trước cái ngày nhập số dư thì cái đấy là số dư của tài sản. Sau cái ngày tăng thì các cái ngày mua, ngày tăng, ngày sử dụng và ngày tính khấu hao là các bạn khai báo cụ thể vào tài khoản nguyên giá và tài khoản khấu hao, tài khoản chi phí các bạn đặt sẵn đây. Cái này bắt buộc các bạn phải khai báo những cái mục mà có dấu sao này là các bạn phải khai báo vào nhé. Phần tiếp theo là phần nguyên giá. Cái phần nguyên giá này các bạn lưu ý là cái phần, các cái phần này các bạn phải cộng hết luôn, khai báo luôn cả cái phần chi phí, tất tật thật những cái chi phí của mình vào đây. Đó các bạn nhé. À, ví dụ chi phí vận chuyển, chi phí mua chạy thử gì các bạn đưa vào đây hết nhá, để sau này tính khấu hao. Đối với trường hợp mua mới thì trong quá trình làm các bạn cũng sẽ có các cái phần chi phí để các bạn lập chứng từ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn vào luôn ở trong cái phần lập chứng từ. Nhưng mà các bạn khai báo ở đây, các bạn lưu ý là phải khai báo tổng cả tất cả các loại chi phí liên quan đến tài sản. Ví dụ thuế trước bạ cho vào hết. Giá trị tính khấu hao chính là nó sẽ tự động đưa từ cái tổng trên này chúng ta khai báo xuống đây, nó sẽ tự đưa xuống đây. Thời gian sử dụng các bạn phải có để phần mềm nó tính ra là tỷ lệ khấu hao một tháng bao nhiêu, giá trị khấu hao một tháng bao nhiêu. Điều này rất quan trọng, các bạn khai báo vào cái thời gian đã sử dụng này nó sẽ tự cân đối cho các bạn và các bạn có thể gõ lại theo cái khoảng thời gian. Có những phần tài sản mà doanh nghiệp làm quy định là khấu hao 10 năm nhưng có vài ba năm doanh nghiệp làm trả ra tiền, không có tiền, người ta không khấu hao, không trích, thì các bạn vẫn cứ khai báo thời gian sử dụng là 10 năm bình thường và tính khấu hao vẫn như thế, nhưng phần mềm sẽ tính đến lúc nào hết cái tài sản đấy thôi. Kể cả tính đến 13 năm thì phần mềm vẫn tính, chứ không phải là cứ bắt buộc hết 10 năm là không cho tính nữa. Bạn lưu ý là như thế, đây có một sự năng động nhất định. Các bạn chọn tài sản đã khấu hao được bao nhiêu rồi thì các bạn gõ nó vào đây thì nó sẽ ra cái giá trị còn lại cho các bạn. Các bạn nhìn thấy là tất cả những thông tin này được khai báo sẵn rồi, được được tổ chức sẵn rồi, các bạn đánh vào nó đến đâu nó tự nhảy đến đấy. Chúng ta sau khi khai báo xong thì chúng ta chọn lưu và đóng là xong phần tài sản. Nếu có phụ kiện đi kèm các bạn có thể đánh thêm vào.